người Trung Quốc ảo tưởng nghĩ rằng nhân dân tệ được dùng phổ biến ở Việt Nam và cái kết. Sang Việt Nam thì không cần đổi sang Việt Nam đồng, người Việt họ đang mong muốn chúng ta cho phép họ sử dụng nhân dân tệ phổ biến. Đổi tiền mặt ư, tại sao chúng ta phải đổi tiền mặt trong khi họ chấp nhận nhân dân tệ để giao dịch hàng ngày ở Việt Nam? Nhân dân tệ đang dần phổ biến ở Việt Nam rồi. Thật tuyệt vời khi họ nhận ra, đồng nhân dân tệ Trung Quốc mới là đồng tiền có giá trị, nó hơn hẳn đô la mà phương Tây vẫn đang sử dụng. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, như các bạn đã nghe rồi đấy, đây chỉ là 3 trong số hàng nghìn bình luận ảo tưởng mà những anh hùng bàn phím xứ Trung đang bàn tán sôi nổi những ngày qua sau khi hàng loạt những video đổi tiền Việt Nam để đi du lịch ở Việt Nam lên xu hướng. Bất ngờ hơn cả là có những thanh niên chẳng bước ra nổi xóm làng cũng nhảy vào bình luận như những người từng trải và am hiểu thế giới bên ngoài. Tất cả tạo nên những thông tin trái chiều và sự ảo tưởng vô đối của netizen xứ Trung về đồng tiền của họ. Tuy nhiên mới đây, một cô gái người Việt Nam rất giỏi tiếng Trung đã lên video khai sáng cho dân mạng Trung Quốc, khiến những cái đầu mù mị của họ cũng dần được khai sáng. Vậy cụ thể, cô gái đó nói gì trong video của mình? Và liệu video đó có khai sáng được cho họ hay không? Xin mời các bạn cùng với chúng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, cô gái mà mình nhắc đến ở đây có cái nickname Trung Quốc là Yahoo. Cô thường lên các video đính chính lại những điều không đúng mà người Trung Quốc nghĩ về Việt Nam. Mới đây, khi thấy cư dân mạng xứ Trung dần dần chia sẻ với nhau rằng khi tới du lịch nước láng giềng nhỏ bé thì chẳng cần phải đổi tiền Việt Nam làm gì, cứ sử dụng luôn tiền Trung mà giao dịch. Mọi người Việt Nam luôn chấp nhận các giao dịch bởi tiền Trung thì cô nàng không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Nhưng một cú tát thẳng và những thông tin sai lệch, cô nàng ra ngay một video đính chính và tuyên bố hùng hổ rằng ở Việt Nam, chúng tôi sẽ không chấp nhận giao dịch đồng tiền khác ngoài tiền Việt Nam. Ngay cả sử dụng app Alipay, một app thanh toán phổ biến ở Trung Quốc, cũng không thể giao dịch ở Việt Nam. Nếu có thẻ ngân hàng Trung Quốc thì có thể quẹt thẻ ở những nhà hàng sang trọng, tuy nhiên giá xử lý sẽ rất đắt đỏ. Nếu muốn ghé thăm Việt Nam thì tốt hơn cả, bạn nên đổi tiền Việt trước khi tới đây. Đấy, người Việt Nam phải chất như nước cất như thế, đúng không các bạn? Chúng ta cứ im thì người Trung lại đồn thổi, thêu dệt nhiều ngộ nhận về Việt Nam hơn. Chẳng phải so bì chứ, ngay cả đồng đô la Mỹ, một đồng tiền mạnh được sử dụng rộng rãi ở trên thế giới, cũng không được giao dịch tại Việt Nam, chứ đừng nói chi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Nhiều khi ta nói không biết khuyên sao để các bạn Trung Quốc bớt đào tưởng sức mạnh vài phần để hòa nhập với thế giới đi chứ. Chứ suốt ngày cứ bị truyền thông dắt mũi rồi tự vỗ ngược ảo tưởng thì chỉ để thế giới coi thường, mỉa mai mà thôi. Vậy các bạn có thắc mắc tại sao Việt Nam chúng ta lại áp dụng nhiều biện pháp hạn chế về sử dụng đồng tiền ngoại tệ trong những giao dịch thông thường trên lãnh thổ Việt Nam không? Nếu tò mò thì hãy nán lại, rồi phần sau chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhiều thông tin bổ ích nha. Bây giờ cứ xem phản ứng của netizen Trung Quốc sau khi xem video của cô gái như thế nào các bạn nhé. Một nhân dân tệ của chúng ta bằng 3.670 đồng Việt Nam rồi, chỉ cần nhìn vào con số cũng đủ thấy giá trị của người Trung Quốc là lớn như thế nào ở đất nước của họ. Lẽ ra, việc họ có thể sử dụng đồng nhân dân tệ ở trong nước phải được chấp nhận và cảm ơn, chứ không thể cấm đoán như vậy được. Tôi có thể sẽ trở thành phụ nữ giàu có nếu sang Việt Nam với 10.000 nhân dân tệ. Ôi, chỉ cần nghĩ đến việc cầm 10.000 nhân dân tệ sang đó sống sung sướng là tôi muốn nghỉ việc công nhân và đi tận hưởng nó rồi. Bạn là người Việt Nam và bạn nói tiếng Trung rất lưu loát. Nếu tiền tệ của quốc gia khác được phép lưu hành theo ý muốn thì đó sẽ là sự độc quyền mang tính xâm phạm đối với đất nước của mình. Và có vẻ nhà chức trách của bạn cũng hiểu điều đó. Không, bạn phải đổi tiền Việt Nam ở biên giới. Vợ tôi ở Hà Nội nên tôi phải đổi ở nhiều ngân hàng Trung Quốc và Việt Nam ở Hà Nội. Nếu bạn mang một tờ tiền Trung Quốc đưa cho họ thì họ chỉ gọi đó là vật kỷ niệm mà thôi. Chúng ta cần phải có biện pháp buộc họ sử dụng đồng nhân dân tệ như cách họ trả ơn chúng ta đã giúp đỡ trước đây. Người An Nam là những kẻ vô ơn nhất trên thế giới này. Ở Trung Quốc, nếu bạn có 100.000 nhân dân tệ, nó sẽ tồn tại được trong 1 năm, nhưng nếu sang Việt Nam, tôi nghĩ nó là 10 năm. 10.000 bằng 34 triệu đồng Việt Nam, ôi tôi cảm thấy giàu quá. Có lẽ tôi sẽ trở thành một phú hào khi cầm 50.000 nhân dân tệ sang An Nam sinh sống. Chuyện này có lẽ tôi phải nghiêm túc bàn với bố mẹ và thực hiện trải nghiệm thú vị này. Cũng phải thôi, ngay trên quốc gia mình có cho họ sử dụng đồng Việt Nam một cách bừa bãi không? Nếu sử dụng đồng tệ trên đất nước Việt thì giá trị đồng Việt Nam sẽ bị hạ thấp. Họ đủ thông minh để hiểu điều đó. Tôi ghé thăm Việt Nam 3 lần rồi, mỗi lần mua đồ là chóng mặt với cách quy đổi tiền. Cũng may có những app quy đổi nhanh chóng, giúp ích rất nhiều. Nếu họ chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thì thật tuyệt. Người ta ước tính rằng đồng Việt Nam bắt đầu bằng 1 nhân dân tệ khi nó được phát hành lần đầu tiên.
không có loại tiền mới nào có mệnh giá 1 triệu khi được phát hành lần đầu tiên, bởi vậy nói Việt Nam thua kém là chẳng sai chút nào. Như các bạn cũng thấy rồi đó, sau khi lướt gần 1.000 bình luận của cộng đồng mạng xứ Trung bên dưới video của mỹ nhân người Việt thì không biết nhiều cũng có một số thanh niên Trung Hoa sáng suốt nhận ra được bản chất của vấn đề. Chắc hẳn nãy giờ mọi người cũng nóng lòng muốn biết tại sao Việt Nam lại ra sức áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế việc lưu thông rộng rãi những đồng tiền ngoại quốc khác trên lãnh thổ nước ta rồi, đúng không ạ? Các bạn ạ, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc quản lý và sử dụng đồng nội tệ trở thành một yếu tố then chốt đối với sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam, với mục tiêu bảo vệ nền kinh tế và tăng cường hiệu quả quản lý tài chính, đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng đồng tiền ngoại tệ trong các giao dịch thông thường trên lãnh thổ. Các biện pháp này không chỉ bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, theo dõi luồng tiền và giảm sự phụ thuộc vào ngoại tệ. Mình sẽ phân tích các lý do chính dẫn đến chính sách này của Việt Nam các bạn nhé. Bảo vệ sự ổn định của tiền tệ quốc gia. Một trong những lý do chính khiến Việt Nam hạn chế việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch thông thường là để bảo vệ sự ổn định của đồng Việt Nam. Khi người dân và doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng ngoại tệ, niềm tin vào giá trị của Việt Nam đồng có thể bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này dẫn đến sự mất giá của đồng Việt Nam, gây ra lạm phát và các biến động kinh tế khác. Bằng cách khuyến khích sử dụng đồng nội tệ, chính phủ Việt Nam hy vọng duy trì và củng cố niềm tin vào Việt Nam đồng, từ đó bảo vệ sự ổn định kinh tế. Kiểm soát lạm phát. Lạm phát là một trong những mối đe dọa lớn đối với sự ổn định kinh tế. Khi có một lượng lớn ngoại tệ lưu thông trong nền kinh tế, việc kiểm soát cung tiền trở nên khó khăn hơn đối với ngân hàng nhà nước. Nếu không thể kiểm soát hiệu quả cung tiền, lạm phát có thể tăng cao, gây bất ổn cho nền kinh tế. Bằng cách hạn chế sử dụng ngoại tệ, Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm soát cung tiền và duy trì lạm phát ở mức ổn định. Quản lý và theo dõi luồng tiền. Việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch giúp chính phủ và các cơ quan tài chính dễ dàng theo dõi và kiểm soát các luồng tiền trong nền kinh tế. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn rửa tiền và trốn thuế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các hoạt động tài chính hợp pháp. Khi mọi giao dịch được thực hiện bằng Việt Nam đồng, các cơ quan chức năng có thể dễ dàng giám sát và điều chỉnh các chính sách tài chính một cách hiệu quả. Khuyến khích sử dụng đồng nội tệ. Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng đồng nội tệ là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách tài chính Việt Nam. Việc này không chỉ giúp nâng cao vai trò của Việt Nam đồng trong nền kinh tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia. Khi mọi người quen thuộc và tin tưởng vào giá trị của Việt Nam đồng tiền này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế và đầu tư trong nước. Giảm sự phụ thuộc vào ngoại tệ. Một lý do khác khiến cho Việt Nam hạn chế sử dụng ngoại tệ là để giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền nước ngoài, đặc biệt là đô la Mỹ. Sự phụ thuộc quá mức vào ngoại tệ có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của các nước khác. Bằng cách hạn chế sử dụng ngoại tệ, Việt Nam có thể tự chủ hơn trong việc quản lý nền kinh tế và giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài. Những biện pháp này không chỉ giúp duy trì sự ổn định kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, nó còn bảo vệ giá trị văn hóa của người Việt Nam. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.